Bị cáo Nguyễn Quốc Anh, cựu giám đốc bệnh viện Bạch Mai là một trong 8 bị cáo trong vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn thổi giá thiết bị y tế để trục lợi xảy ra tại bệnh viện Bạch Mai. Sáng 24 tháng 1 năm 2022, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên 8 bị cáo phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo Nguyễn Quốc Anh, cựu giám đốc bệnh viện Bạch Mai bị tuyên án 5 năm tù, Nguyễn Ngọc Hiền, cựu phó giám đốc bệnh viện Bạch Mai bị tuyên 3 năm 6 tháng tù. Trịnh Thị Thuận, cựu kế toán trưởng Bệnh viện Bạch Mai, bị tuyên 3 năm tù, được hưởng án treo và Lý Thị Ngọc Thủy, cựu phó trưởng phòng tài chính kế toán Bệnh viện Bạch Mai, bị tuyên 2 năm tù treo. Bị cáo Phạm Đức Tuấn, cựu chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc công ty BMS, bị tuyên 3 năm tù cho hưởng án treo. Ngô Thị Thu Huyền, cựu phó giám đốc công ty BMS, bị tuyên 2 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo. Phan Minh Dung, cựu tổng giám đốc công ty VFS, bị tuyên 20 tháng tù và Trần Lê Hoàng, cựu thẩm định viên công ty VFS, bị tuyên 2 năm tù. Theo hội đồng xét xử, bị cáo Nguyễn Quốc Anh giữ vai trò cao nhất trong vụ án và là người có thẩm quyền cao nhất trong việc liên doanh, liên kết giữa Bệnh viện Bạch Mai và doanh nghiệp. Các bị cáo khác giữ vai trò đồng phạm, giúp sức trong việc thực hiện hành vi phạm tội. Với động cơ vụ lợi khác nhau, các bị cáo đã xâm phạm đến quyền lợi của hàng trăm người bệnh, gây dư luận xấu và làm ảnh hưởng đến uy tín của Bệnh viện Bạch Mai. Quá trình điều tra 8 bị cáo khâu bài có tình tiết tăng nặng, đều khai báo thành khẩn và nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính. Trong đó, nhóm bị cáo thuộc Bệnh viện Bạch Mai có nhiều thành tích khi công tác nên được xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ. Theo cáo buộc quá trình triển khai thực hiện đề án ký hợp đồng liên doanh liên kết tại bệnh viện Bạch Mai, ông Nguyễn Quốc Anh cùng các bị cáo khác đã lợi dụng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện không đúng các quy định của pháp luật. Các bị cáo Trần Lê Hoàng, Phan Bình Dung bị xác định đã cấp chứng thư thẩm định giá, xác định giá máy robot Rosa hỗ trợ phẫu thuật thần kinh sọ so não 39 tỷ đồng trái quy định, tạo điều kiện cho công ty BMS tham gia liên doanh liên kết với bệnh viện Bạch Mai triển khai lắp đặt robot Rosa với giá trị 39 tỷ đồng không đúng thực Cụ thể, ngày 20 tháng 2 năm 2017, công ty VFS ban hành chứng thư thể hiện robot Rosa có giá 39 tỷ đồng. Nhưng 3 ngày sau, loại robot này mới được nhập khẩu từ Pháp với giá 7,4 tỷ đồng, bao gồm cả thuế. Việc này nhằm mang lại lợi nhuận cho tập thể và cá nhân bị cáo Quốc Anh hơn 331 triệu đồng. Bị cáo Nguyễn Ngọc Hiền bị xác định hưởng lợi 150 triệu đồng, Trình Thị Thuận hưởng lợi 50 triệu đồng. Từ tháng 2 năm 2017 đến tháng 5 năm 2020, bệnh viện Bạch Mai sử dụng robot Rosa liên kết với công ty BMS thực hiện phẫu thuật sọ so não cho 639 ca bệnh, thu hơn 22,9 tỷ đồng. Bệnh viện Bạch Mai đã thanh toán chi phí liên quan 551 ca bệnh cho công ty BMS. Theo kết luận giám định, tiền phẫu thuật bằng robot Rosa là hơn 6,6 triệu đồng một ca, bệnh viện Bạch Mai và công ty BMS thu hơn 23 triệu đồng một ca, hưởng trên lệch hơn 16,5 triệu đồng một ca, ghi thiệt hại cho người bệnh hơn 10 tỷ đồng.